anh Tuấn Tân Đèn đất Thanh Hóa, một người anh cả đất Thanh Hóa, ra ngoài nào không biết, nhưng qua anh xem cái hình ảnh anh ấy đưa nước hai tay cho người mẹ anh ấy mà đúng thật ngang dọc như nào không biết, nhưng về nhà vẫn là kính trên nhường dưới. Cái hình ảnh của anh ấy trông nét đẹp, người xã hội đẳng cấp, đàn anh cả số 1 đất Thanh Hóa, trong dưới dân anh chị uy tín luôn anh em nhá. Từ cách sống, cách chơi, từ xã hội đến nhà tù và từ nhà tù về xã hội, được rất nhiều các anh, các em, các cháu trong tỉnh và ngoài tỉnh mến mộ về sự đẳng cấp, bản lĩnh, dám nói, dám làm, sống tình cảm, bao bọc anh em, uy tín. Anh Tuấn Thật Đèn, người anh cả đất Thanh Hóa, hôm qua Khánh có xem cái kênh của anh Du Thiên, có hình ảnh anh Tuấn Thật Đèn, đúng hàng chất, hàng đàn anh đất Thanh Hóa. Nhiều người cứ bảo là Nông Phú Quốc như nào ở Thanh Hóa. Nông Phú Quốc chỉ là tuổi cháu của tuổi cháu của tuổi cháu ở nhà anh thôi nhá. Gì đâu, kể cả mấy cái ông trên mạng này không bao giờ ăn thua cả. Đấy mới là hàng hảo hán, đàn anh, đẳng cấp, anh em nhá. Chất từ trong nhà tù đến xã hội, mà từ xã hội vào trong nhà tù luôn. Lép tuyên căng đét luôn. Ok anh em nhá.